Trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang cũng có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên về công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên, bà Võ Thị Xuân Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Nhiều năm qua, thành phố Long Xuyên và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đã có nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, về công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính cũng như công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, thành phố Long Xuyên vẫn duy trì và phối hợp tốt với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện tiết mục Long Xuyên trên đường phát triển. Tại buổi làm việc, sau khi trao đổi thảo luận những nội dung cần phối hợp tuyên truyền trong năm 2025, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì công tác phối hợp tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang. Theo đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, các chương trình kinh tế, văn hóa xã hội trọng tâm của thành phố, công tác xây dựng đô thị văn minh và quảng bá tiềm năng thế mạnh của thành phố để mời gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với định hướng phát triển chung của thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung tiết mục Long Xuyên trên đường phát triển để quảng bá về một thành phố đô thị loại 1 năng động, nghĩa tình và phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.